Hà Nội FC xuống bét bảng sau trận với Công an Hà Nội. V-League 2023-2024. Thưa quý vị, sau trận thua đánh thất vọng trước Hải Phòng, Hà Nội FC quyết tâm tìm điểm số đầu tiên. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của tân huấn luyện viên Đinh Thế Nam dồn lên tấn công gây áp lực trước nhà đương kim vô địch V-League. Tuy nhiên, hàng thủ Công an Hà Nội vẫn chơi kín kẽ và tập trung, giúp họ kiểm soát bóng tốt và dần làm chủ thế trận trở lại. Phút 28, từ pha xử lý bóng thiếu chính xác của Thành Trung, Junio lấy bóng và thực hiện cú sút chìm mở tỷ số trận đấu. Đến phút 42, Vovane thực hiện tình huống tân bóng vượt qua hai cầu thủ bên phía Hà Nội FC để Elias thực hiện cú đệm bóng vào lưới thủ môn Tấn Trường, giúp Công an Hà Nội nhân đôi cách biệt. Sang hiệp 2, Công an Hà Nội chủ động chơi thấp, thế trận thuộc về Hà Nội FC, dẫu vậy, đội bóng áo tím không thể tận dụng được các cơ hội và đành chấp nhận kết quả thua chung cuộc 0-2. Trận thua trong ngày ra mắt huấn luyện viên Đinh Thế Nam khiến đội bóng thủ đô chưa có điểm số nào sau 2 trận đã đấu và hiện xếp ở vị trí cuối bảng xếp hạng. Trái lại, Công an Hà Nội vươn lên vị trí thứ 2 với 7 điểm sau 3 vòng đầu tiên,